Mày là ai? Đeo huy chương. Ai nhở? Ui, trời ơi, một phút hiện cho thầy lên rồi. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Đeo nữa. Rồi Huy Nguyên đeo nữa anh em. Mời đẹp. Chết rồi. Chạy đâu? Thằng Thành. Trời ơi. Mình tính nghe rồi. Lửa chạy. Léo nhau thôi à hả? Trần Văn Trường này. Chạy đâu? Ra gì đấy? Chúng khét đấy trời. Chạy đâu? Ok anh em ơi, đồng quá. Thầy top 2 này. Lùa nó em ơi, mỗi thằng một phe. Thằng níu. Lửa chạy. Vỗ tay. Đâu? Xin lỗi thì cười đừng làm một cây. Rồi Lộc chạy đâu rồi? Lộc ơi. Đúng là con trai của ta. Dậy múa đi. Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ. Múa đi. Sao lại không múa? Múa đi. Dậy múa đi. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Rõ. 20 giây nữa anh em ơi. Cố lên anh em ơi. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Ôi, 10 giây nữa anh em ơi. 10 giây nữa. Đeo huy chương. Ai nhở? Cân 2. Còn ghế chưa? Cân 2. Cân 1. Vô tình vô tình luôn anh em ơi. Ôi. Thì vô tình thứ 3 lần nữa. Ôi là chết rồi. Còn hai hơn cả Alamo đâu? Alamo nó đi 1, 2 nó mới được 400 điểm mà.